và hồi 16 giờ và đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu trận chung kết World bóng đá nam SEA Games 31 trên sân vận động Mỹ Đình thủ đô Hà Nội vào 19 giờ ngày 22/5/2022. Ladies and gentlemen, thank you for your attendance for the match today. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã tới xem, cổ vũ và động viên cho hai đội bóng trong trận thi đấu bán kết ngày hôm nay. Cháu Dương Minh Tú, 12 tuổi, ở Nam Giang, Nam Trực, sẽ chờ cửa VIP cạnh hồ.